Don't stop. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Top 5 đam mê khám phá thế giới. Hôm nay Top 5 sẽ giới thiệu 5 mẫu xe số giá rẻ, đẹp, bền dưới 20 triệu tốt nhất năm 2017. Đầu tiên là xe Yamaha Sirius 2017. Sirius được biết đến như là một trong những mẫu xe số làm nên tên tuổi của Yamaha tại thị trường Việt Nam. Sirius mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ với sức mạnh của động cơ 114cc cùng với mức giá tốt so với mức sống tầm trung của Việt Nam. Yamaha Sirius là hiện tượng trên thị trường xe máy trong những năm gần đây khi doanh số thường đứng nhất nhì thị trường. Nhìn chung, dòng Yamaha Sirius FIRC 2017 không có nhiều thay đổi so với xe Sirius thế hệ trước. Với thiết kế nhỏ gọn, thanh thoát và tinh tế, hệ thống đèn pha này cũng hoạt động khá tốt trong điều kiện sương mù. Ngoài ra thì hệ thống đèn xi nhan của Yamaha Sirius 2017 thay vì nằm cùng cụm với đèn pha từ năm 2014 đã được chuyển xuống yếm đầu xe và khá gọn một góc giữa trung tâm đầu xe chứ không kéo dài rườm rà như những dòng xe cũ. Giá xe Yamaha Sirius cụ thể các bạn theo dõi trên màn hình. Đứng thứ hai là xe Honda Way RSX 2017. Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Honda Việt Nam ra mắt xe Way RSX 2017 với một số thay đổi chủ yếu ở ngoại thất. Đặc biệt, Way RSX 2017 sẽ chỉ còn sử dụng động cơ phun xăng điện tử nên số phiên bản xe giảm từ 6 xuống 3. Way RSX mới được thiết kế với chi tiết nhựa thon gọn sắc sảo hơn. Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy Honda sử dụng rất nhiều đường nét cắt, đường gân để tạo những điểm nhấn cho xe. Riêng ở phiên bản màu trắng đen thì các đường gân trên thân nhựa sẽ khó thấy rõ hơn do không được phối màu tương phản. Đi kèm với vóc dáng thì xe còn có thân thon gọn hơn, cũng có nhiều đường góc cạnh mạnh mẽ. Nhìn chung thì Honda Việt Nam đã thay đổi tích cực về thiết kế cho Way RSX mới, khá tính hơn, mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện toàn diện trên thân xe. Giá xe Way RSX 2017 các bạn theo dõi trên màn hình. Đứng ở vị trí thứ 3 là xe Suzuki Revo. Xuất hiện cách đây vài năm, Suzuki Smart Revo được xem như là một lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ bởi kiểu dáng, phong cách và chất lượng đáng mong đợi. Để phù hợp cũng như đáp ứng được xu hướng hiện nay, dòng xe Smart Revo một lần nữa đã được Suzuki giới thiệu với tem xe Suzuki Revo mới. Đây thực sự là một cải tiến lớn về mẫu mã với kiểu dáng năng động và thời trang vốn là thế mạnh từ xưa đến nay của Suzuki. Giá xe Suzuki các bạn theo dõi trên màn hình. Đứng ở vị trí tư là xe Honda Way Alpha 2017. Honda được thiết kế lại mẫu xe số phổ thông thon gọn hơn, sử dụng ổ khóa từ, động cơ nâng từ 100 lên 110 phân khối, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Honda áp dụng phong cách thể thao trẻ trung cho xe Way Alpha tương tự các sản phẩm xe số khác như RSX hay Blade. Hãng tinh chỉnh một số chi tiết như màu và tem xe mới, mũi xe thon gọn hơn hay cánh yếm thon gọn hơn, khoảng cách giữa thân trước và sau thu hẹp. Về mặt thiết kế, Way Alpha 2017 sở hữu thiết kế thân xe thon gọn, thanh thoát hơn. Phần mặt lạ được làm liền khối với yếm xe đảm bảo mang lại sự thon gọn đặc trưng vốn có khi nhìn từ phía trước. Chắn bùn trước được kéo dài hơn, đuôi tay lái được tinh chỉnh thon gọn lại. Cụm đèn hậu được làm liền khối, vuốt nhọn, hài hòa với tổng thể. Ống xả vuốt cao sắc nét, mặt đồng hồ được tinh chỉnh dễ quan sát. Ngoài ra xe cũng được bổ sung thêm màu xanh ngọc trẻ trung năng động. Xe bắt đầu được bán trên thị trường từ ngày 18 tháng 1 với giá đề xuất là 17,8 triệu đồng. Và ở vị trí 5 là Honda Blade 2017.
Honda Blade 110 là mẫu xe số giá rẻ dành cho các bạn sinh viên hay những người có thu nhập trung bình. Mặc dù ở phân khúc này, nhưng Blade 110 2017 có thiết kế khá tốt, vẫn có cảm giác chiếc xe được chăm chút chứ không hề rẻ tiền. Đặc biệt ở phiên bản mới 2017 thì màu sơn và tem mới cũng khiến chiếc xe trở nên đẹp hơn trong mắt người dùng. Honda Blade 110 vẫn dựa trên ý tưởng thiết kế thanh thoát và sắc nét, thể hiện qua những mảng khối góc cạnh, tạo nên tổng thể một chiếc xe thon gọn và tinh tế, với mục tiêu đem đến cho người dùng một mẫu xe đậm chất thể thao và cá tính hơn. Honda Việt Nam đã thiết kế một bộ tem hoàn toàn mới và thay đổi nền sơn cho phiên bản thể thao. Giá xe Honda Blade các bạn theo dõi trên màn hình. Trên đây là 5 mẫu xe giá rẻ, đẹp, bền của các hãng Honda, Yamaha và Suzuki dưới 20 triệu đồng do Top 5 đánh giá, tổng hợp và gửi đến các bạn. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên sẽ cho các bạn lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp với công việc đi lại của mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và nhớ chia sẻ nội dung trên với người thân của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Don't stop. Oh, yeah,